Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một số mẹo dùng điều hòa thoải mái mà không sợ tốn tiền điện. Các bạn có thể tham khảo. Trước tiên các bạn hãy điều chỉnh nhiệt độ phòng hợp lý, không bật hay là tắt điều hòa quá nhiều lần. Nhiều người thì vừa ra ngoài nắng về thường có thói quen để điều hòa ở chế độ làm lạnh nhanh hoặc là nhiệt độ rất thấp để nhanh được tận hưởng không gian mát lạnh. Tuy nhiên việc làm này sẽ vô tình khiến điều hòa phải chạy hết công suất, tiêu tốn rất nhiều điện năng để làm lạnh và duy trì mức nhiệt thấp trong thời gian dài. Các bạn hãy nhớ rằng cứ mỗi khi các bạn giảm 5 độ thì điều hòa sẽ tiêu tốn thêm khoảng 40% điện năng. Không những thế, nhiệt độ quá thấp sẽ khiến cho sức khỏe của các bạn không tốt. Thế nên, nếu muốn tiết kiệm điện thì ban ngày nên cài đặt điều hòa ở mức nhiệt độ từ 23 đến 25 độ C, ban đêm cài đặt ở mức nhiệt độ 25 đến 28 độ C. Đây là mức nhiệt độ thích hợp để máy lạnh hoạt động một cách tối ưu nhất, không tốn quá nhiều điện năng mà vẫn duy trì một nhiệt độ vừa phải, phù hợp. Ngoài ra thì để tiết kiệm điện năng, các bạn không nên bật tắt điều hòa nhiều lần. Thực tế, nhiều người nghĩ rằng tiết kiệm điện bằng cách bật điều hòa đến khi nào phòng mát thì tắt đi, bật quạt cho đỡ tốn, khi nào nóng lại tiếp tục bật lên. Thế nhưng cái cách này sẽ làm tiêu tốn điện năng hơn do điều hòa phải khởi động lại nhiều lần, khiến máy hỏng nhanh hơn. Thứ hai, các bạn có thể dùng chế độ cool, tuyệt đối không chuyển sang chế độ dry. Nhiều người rỉ tai nhau khi dùng điều hòa hãy để ở chế độ dry, biểu tượng hình giọt nước thay cho chế độ cool để tiết kiệm gấp 10 lần. Thế nhưng mà theo chuyên gia điện máy thì vào những ngày nắng nóng kinh hoàng, hãy cài đặt ở chế độ cool để làm mát căn phòng, tuyệt đối không để ở chế độ dry. Nguyên nhân là chế độ cool mục đích chính là làm lạnh, có tác dụng giảm nhiệt độ phòng xuống đến nhiệt độ cài đặt mong muốn trên điều khiển từ xa và duy trì nhiệt độ đó trong thời gian dài. Đồng thời nó cũng khống chế một phần độ ẩm trong không gian điều hòa, trong khi chế độ dry mục đích chính là khử ẩm, thực hiện chức năng khử độ ẩm của không khí trong phòng và duy trì nhiệt độ phòng không vượt quá so với nhiệt độ của phòng lúc bắt đầu thực hiện chế độ khử ẩm. Các chuyên gia khẳng định điều hòa cài đặt ở chế độ cool sẽ làm mát phòng hơn cài đặt ở chế độ dry, đặc biệt những ngày nắng nóng lên tới 40 độ thì để dry hầu như không có tác dụng, chỉ làm căn phòng nóng khô và khó chịu. Do đó, muốn làm căn phòng mát mẻ thì hãy cài đặt ở chế độ cool để làm mát điều hòa, để điều hòa làm việc hiệu quả nhất. Thứ ba, chế độ quạt gió tự động. Nhiều người hay điều chỉnh quạt gió thổi mạnh vào một hướng nhất định để lấy được nhiều hơi lạnh, nhưng làm như vậy sẽ gây lãng phí. Bởi vậy, các bạn nên bật quạt gió điều hòa ở chế độ tự động. Lúc này thì gió sẽ phân bổ đều giúp tiết kiệm điều hòa, vì công suất thổi tự động của quạt nhỏ hơn các chế độ khác. Thứ tư, đóng kín các cửa phòng. Khi mà sử dụng điều hòa, nếu như mở cửa thì khí lạnh sẽ bị thoát ra ngoài, nhiệt độ bên ngoài sẽ tác động đến nhiệt độ trong phòng, do đó máy lạnh sẽ phải hoạt động nhiều hơn và rất là tốn điện. Để tiết kiệm điện thì khi dùng điều hòa hãy đóng kín cửa, tránh thoát nhiệt ra bên ngoài. Cũng nên tránh sự trao đổi nhiệt với bên ngoài khi sử dụng điều hòa, bởi vì ánh nắng mặt trời có thể làm nhiệt độ phòng tăng lên, điều hòa cũng sẽ phải hoạt động nhiều hơn để làm mát phòng. Ngược lại thì việc che kín phòng bằng rèm cửa có thể ngăn ánh nắng, tránh nhiệt độ phòng tăng lên. Như vậy căn phòng vẫn mát mẻ mà điều hòa sẽ không phải hoạt động liên tục, điện cũng sẽ không tốn quá nhiều. Tiếp đó các bạn có thể sử dụng điều hòa kết hợp với quạt điện. Vừa bật điều hòa và quạt trần hoặc là quạt cây sẽ khiến chúng ta có cảm giác tốn gấp 2 lần điện. Tuy nhiên thực tế thì đây lại là một trong những biện pháp đơn giản mà hiệu quả tới không ngờ trong việc làm mát căn phòng, tiết kiệm điện. Khi kết hợp thì quạt sẽ giúp nâng cao khả năng lưu thông khí lạnh ra khắp phòng, vừa làm mát nhanh vừa dễ chịu hơn hẳn. Các bạn không cần phải giảm nhiệt độ xuống quá thấp, nhờ đó tốn ít điện hơn. Thêm vào đó thì quạt sử dụng điện ít hơn máy lạnh, nên khi kết hợp cả hai thiết bị này sẽ tiết kiệm được rất nhiều năng lượng. Tuy nhiên các bạn chỉ nên sử dụng quạt trần trong khoảng 15 đến 20 phút đầu khi khởi động điều hòa, sau đó thì có thể tắt bớt quạt nếu trong phòng đã lạnh, tránh lãng phí điện. Cuối cùng thì cái việc vệ sinh bộ lọc ở dàn lạnh 2 lần một tuần là khá quan trọng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng khi bộ lọc bám bụi, công suất hoạt động của điều hòa có thể giảm đến 15%, qua đó tiêu tốn nhiều điện năng hơn trong quá trình hoạt động. Thế nên việc tháo lưới lọc ở dàn lạnh, vệ sinh sạch sẽ bụi bám cũng là một cách để tiết kiệm điện. Nên vệ sinh lưới lọc 2 tuần một lần. Ngoài ra thì để điều hòa hoạt động tốt nhất, cần định kỳ bảo dưỡng, vệ sinh lau chùi máy thật sạch 6 tháng một lần.
Nếu sử dụng nhiều thì nên 4 tháng bảo dưỡng một lần. Hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ hữu ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn.